Hello, xin chào anh em, mình là Duy Phạm. Vào năm 2019 thì rất nhiều anh em tin tưởng và lựa chọn chiếc IDPAP L340 vì cấu hình cao, giá thành rẻ và rất nhiều yếu tố khác. Ở năm 2020 thì Lenovo đã cho ra mắt một dòng sản phẩm tiếp theo. Ở bên cạnh mình đây là chiếc IDPAP Gaming 3 để thay thế chiếc L340, nâng cấp về cấu hình, hoàn thiện tất cả thứ rất là nhiều những yếu tố khác. Và anh em có tò mò ra sao về chiếc máy này không? Đặc biệt về khả năng tản nhiệt này, hiệu năng này, khả năng nâng cấp của máy này, hình thức của máy này ra sao? Thì mình bật mí cho anh em rất là nhiều điều trong video lần này đấy. Và anh em có thể tham khảo mẫu IDPAP L340 này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Về chi tiết link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì anh em mình hãy cùng đi tìm hiểu chiếc IDPAP Gaming 3 này nhé. Let's go. Và như anh em có thể thấy bên cạnh mình đây, chiếc Lenovo IDPAP Gaming 3. Đây là một chiếc laptop mà gần như mình khá là bất ngờ vì Lenovo đã thay đổi cái kiểu thiết kế tối giản, kiểu thiết kế văn phòng đi. Thay gì vuông vức này, không có một cái gì thì năm nay chúng ta có một sự thay đổi rất là lớn. Đầu tiên anh em có thể thấy ở bốn cạnh máy được vát rất là đẹp luôn. Nói chung là mình nhìn rất là thanh thoát, nhìn rất là có góc cạnh, không có bị hiền như năm trước nữa. Và đặc biệt là mặt lưng, chúng ta sẽ có hai cái đường gân nổi đây, tạo sự khỏe khoắn, mạnh mẽ và tăng cái tính nhận diện cho sản phẩm. Cùng với đó là phần góc chúng ta sẽ có logo Lenovo để khẳng định thương hiệu. Nói chung về mặt lưng và về tổng thể anh em nhìn thấy này, đúng không? Nhìn đã bớt hiền hơn năm trước rồi và nhìn có vẻ góc cạnh gaming hơn năm trước rất là nhiều. Ở mặt trong thì mình sẽ xoay cho anh em xem nhé. Đây là mặt trong của chiếc máy này. Anh em có thể thấy là viền của màn hình của chiếc máy này thì hai cạnh được làm mỏng. Cạnh trên hơi dày một chút và cạnh dưới cũng hơi dày một chút. Cạnh trên sẽ là nơi đặt webcam và gạt để anh em chống theo dõi này. Ở đây thì mình chưa có bóc siêu camera ra. Ngoài ra thì cũng có micro thoại để anh em đàm thoại video call để tiện lợi hơn. Rất là ngon. Ở phần bản lề năm nay cũng một điểm thay đổi khá là hay là không còn trống trơn nữa mà có chữ IDPAP Gaming góc này, màu xanh, nhìn rất là đẹp. Ở mặt dưới thì chúng ta vẫn chỉ có bàn phím thôi, không có điểm gì đáng nói cả. Nhưng một điểm khá là hay ở bàn phím này là cái phần khung bàn phím được quét một cái vùng rất là đẹp, tạo ra cái điểm nhấn cho sản phẩm. Nhìn nói chung là năm nay Lenovo họ thực sự rất là đầu tư về thiết kế, nhìn nó thanh thoát hơn rất là nhiều, thực sự luôn, một điểm cộng cho thiết kế của Lenovo năm nay. Và cái câu chuyện thiết kế đã làm mình bất ngờ rồi thì năm nay có một điểm mà làm mình bất ngờ hơn nữa là về chất lượng hoàn thiện. Ở năm trước thì rất nhiều anh em chê về, đầu tiên là bản lề, rất nhiều anh em chê bản lề của chiếc L340 rung rinh, nói chung là yếu và không có được thoải mái khi sử dụng cho lắm. Thì năm nay có một sự cải tiến, nói chung là tương đối lớn khi mà Lenovo họ đã làm chắc hơn. Đây mình cảm thấy cho anh em thấy này, đấy, nó đã không còn bị rung rinh quá nhiều nữa rồi. Nhưng mà có thể nói là cái bản lề này vẫn chưa thực sự tốt, mình mong là cái bản lề này tốt hơn nữa để sử dụng cảm giác thoải mái nhất. Ngoài ra thì với một chiếc máy trong cái tầm tiền là khoảng 19 triệu đồng cho Core i5 và 1650 và là một chiếc laptop gaming ở phân khúc giá rẻ thì điểm mà chúng ta sẽ phải đánh đổi và chấp nhận là vỏ máy sẽ được làm từ nhựa. Nhưng mà nhựa trên chiếc máy này có thể nói là mình cảm thấy rất là ok, rất là ổn khi sử dụng. Ở khung máy hay là phần mặt lưng thì hoàn thiện mức rất là khá, gần như là ít hiện tượng ọp ẹp lắm. Về khi mình cầm máy lên này, rất là đạt, cầm rất là an tâm luôn, thực sự là một điểm cộng cho cái hoàn thiện năm nay. Có một cái điểm năm trước mà có lẽ anh em cũng không thích ở chiếc L340 là cái kiểu hoàn thiện bề mặt. Bề mặt phủ sờ rất là nhựa, sờ rất là rít tay, sờ rất là rẻ tiền. Thực sự là chiếc L340 mình không đánh giá quá cao về cái bề mặt phủ. Thì năm nay L340 của, xin lỗi bạn, là IDPAP Gaming 3 thì họ đã làm cái bề mặt là mịn mịn, sờ rất là cao cấp, sờ rất là mịn màng, đặt tay lên sử dụng rất là ok. Và điểm trừ duy nhất của cái lớp phủ này mình đánh giá là phần chiếu nghỉ tay, xin lỗi bạn, cả mặt lưng luôn. Mình có ra mối với tay rất là nhiều và anh em thể thấy không? Đây. Ew. Đấy, anh em phải vệ sinh máy thường xuyên nhé, thì giữ máy cho nhìn nó đẹp hơn. Ok. Và nói chung là về hoàn thiện năm nay thì mình cảm thấy là có sự thay đổi rất lớn về bản lề, anh em thấy không? Chắc chắn hơn rất là nhiều rồi. Về khung máy thì cũng hoàn thiện chắc chắn, cũng rất ok. Ngoài ra thì về mặt lớp phủ cũng cao cấp hơn, sờ vào rất là đáng tiền. Nói chung là hoàn thiện năm nay cũng có một sự cải tiến. Ngoài ra thì về cổng kết nối của máy, một chiếc máy có bản lề như này thì cổng kết nối sẽ không đặt ở phía sau. Thế nên là đa số những cổng kết nối thì chúng ta sẽ đặt ở phía bên phải máy. Và với cổng kết nối trên chiếc IDPAP Gaming 3 thì ở bên cạnh trái của máy thì chúng ta sẽ một cổng nguồn, một cổng mạng RJ45, một cổng HDMI, một cổng USB-A và một cổng USB-C hỗ trợ USB 2.3.2, đúng không? Ở đây là 3.2. Cùng với đó là jack combo tai nghe
Ở bên cạnh trái chúng ta có thêm đèn báo trạng thái nữa, và cùng với đó là nút reset BIOS. Đó là tất cả những gì bên trái chiếc máy này. Ở bên phải thì chúng ta sẽ chỉ có thêm một khe gió tản nhiệt và một cổng USB-A. Nói chung trên tổng thể chiếc máy này chỉ có hai cổng USB-A. Cá nhân mình sử dụng thì mình cảm thấy hơi thiếu, cắm chuột, cắm bàn phím mà là coi như hết luôn rồi, không còn cái gì để sử dụng nữa. Mình cảm thấy là cái việc có USB-C thì cũng không thực sự cần thiết với cá nhân mình cho lắm. Mình mong là hãng sẽ trang bị thêm một cổng USB-A thay thế cho cổng USB-C này thì sẽ hợp lý hơn. Đó là tổng kết nối trên chiếc IdeaPad Gaming 3. Và đó là về cổng kết nối của chiếc IdeaPad Gaming 3. Màn hình muốn là một điểm mà những chiếc laptop gaming phổ thông thì thường không phải là lợi thế. Thì chiếc IdeaPad Gaming 3 ở đây, chúng ta sẽ có màn hình là Full HD IPS, cùng với đó là phổ màu ở mức trung bình với 63% sRGB và Adobe RGB cũng dừng mức trung bình thôi. Nhưng mà điểm mình đáng khen cho chiếc IdeaPad này là độ sáng là 271 nits, một điểm cộng rất là tốt. Ngoài ra delta E thì cũng không quá cao, và khoảng là 1 đến 2 chấm. Thì mình thấy là đây là một chiếc laptop anh em hoàn toàn có thể là edit video, chỉnh sửa ảnh một mức cơ bản hay là mức học tập, cực kỳ ok. Còn nếu với anh em chơi game thì mình có đi hóng hớt hay là mình có đi tham khảo trên mạng thì chiếc IdeaPad này còn có màn hình 120Hz nữa. Thì mình khuyến cáo anh em là nên mua màn hình 120Hz để chơi game nếu mà có một chút kinh phí cao hơn một chút. Ok, và đó là về màn hình của chiếc máy này. Và bàn phím và touchpad năm nay cũng là một sự thay đổi mà mình lại rất hài lòng. Hài lòng ở đây là như nào? Bàn phím của chiếc máy này khi mình gõ đây, mình đặt đây mình gõ rất là thoải mái. Và trải nghiệm gõ của mình tương đương với chiếc Lenovo Legion 5 hay những chiếc laptop cao cấp hơn của hãng như là Lenovo Legion 7. Gõ rất là nảy, sướng, phím được ôm, sát ngón tay, rất là phê. Nói chung là bàn phím này y hệt Lenovo Legion 5, gõ rất tốt và có thể nói là trong tầm giá này, bàn phím của chiếc máy này gần như là vô đối. Ngoài ra thì về touchpad của máy thì sao? Touchpad của máy thì được làm bề mặt bựa nhựa, hơi sần sần nhẹ một chút thôi. Nhưng nói chung là trải nghiệm thì tracking các thứ thì ở mức gọi là tạm ổn. Theo mình anh em thì dùng chuột đi, thì lúc laptop gaming mà dùng chuột cho nó tiện, có gì dùng touchpad đúng không? Và tất nhiên có một cái điểm mà là điểm cốt lõi của một chiếc laptop gaming là về phần hiệu năng và tản nhiệt. Thì ở phiên bản năm trước thì để đánh đổi cho một mức giá rẻ này, đặc biệt là cái sự mỏng nhẹ tính di động của chiếc Lenovo L340, thì chiếc máy đấy có gặp hiện tượng quá nhiệt về phần là cả CPU này, đúng không? Vậy thì năm nay liệu là có sự thay đổi gì trong tản nhiệt hay là hiệu năng chiếc máy này không? Thì tất nhiên là về cấu hình chúng ta sẽ có là Core i5 hệ thứ 10 với mã i5 10300H 4x8 luồng cùng với cao đồ họa GTX 1650. Ngoài ra thì còn có 8GB RAM nữa, và tất cả những trang bị này trong mức giá là khoảng 19 triệu đồng. Ngon, nói chung là về cấu hình thì mình thấy là chiếc máy này trên cấu hình là rất ok rồi. Vậy thì chắc là anh em quá quen mặt với cấu hình này rồi đúng không? Anh em hoàn toàn có thể chiếm những tựa game eSport ở max setting rất là dư giả. Còn với những tựa game offline thì anh em sẽ phải hạ setting một xuống khoảng low hoặc là medium để có một mức khung hình ổn nhất. Vậy thì về tản nhiệt và hiệu năng của chiếc máy này ra sao? Thì mình sẽ gửi anh em một video chi tiết nhất, tại vì thời lượng của video này cũng chỉ có hạn thôi. Nhưng còn nói chung là về tản nhiệt của chiếc máy thì mình có thể nhận xét là hiệu năng của các đồ họa thì mình thấy là giữ rất là tốt, và nhiệt độ của card đồ họa tối đa chỉ là 80 độ C thôi. Ngoài ra thì về CPU thì với hiệu năng cao mình để trong chế độ là High Performance trong phần mềm Lenovo Vantage của hãng, thì mình thấy được là tản nhiệt chiếc máy này vẫn chưa đáp ứng được về Core i5 10300H. Nhiệt độ của máy vẫn rất là cao, khoảng 85 cho đến 95 độ C, dao động ở khoảng đấy. Tuy nhiên thì xung nhiệt mình đấy là giữ cũng khá là ổn đấy, khoảng 3.8 đến 4.2GHz thì cũng rất là ok rồi. Nói chung là với một chiếc laptop gaming phổ thông này, điểm chúng ta sẽ phải đánh đổi là về phần tản nhiệt và hiệu năng của máy. Nhưng mà không sao, mình hay để chế độ là quiet trong cái phần mềm Lenovo Vantage của hãng này. Thì lúc đấy là CPU chỉ chạy khoảng dưới 90 độ C thôi, dao động ở khoảng 83 đến 86 độ C. Thì mình thấy đấy là mức khung hình, là mức nhiệt độ rất là ổn rồi. Và anh em hoàn toàn có thể chơi game ở mức nhiệt độ này, rất là ngon. Và mình có tò mò một chút là liệu năm nay Lenovo có thay đổi gì trong chiếc IdeaPad Gaming 3 này về phần tản nhiệt hay là về khả năng nâng cấp hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu về bên trong chiếc máy này nhé. Và đây thưa anh em là bên trong của chiếc IdeaPad Gaming 3. Ở đây chúng ta có 2 khe RAM và đây lắp sẵn một khanh rồi. Chúng ta có thể nâng cấp tối đa là 32GB nhé. Cùng với đó là một khe SSD M.2 NVMe, anh em có thể lắp loại full size luôn. Và bên này sẽ là loại nhỏ, là loại 2230 hoặc 2240, rất là tiện đúng không? Ngoài ra chúng ta thêm một khe 2.5 nữa để anh em nâng cấp HDD hoặc là SSD. Nói chung là tổng thể 3 chiếc máy này sẽ có là 3 cái bộ nhớ lưu trữ, rất là ok luôn. Thoạt pin của máy là rất là dài. Đấy, độ gì nhỉ? Ở đây dung lượng là ghi là 4000 mAh/giờ. Cùng với đó là về hệ thống tản nhiệt thì sao?
Năm nay thì Gaming Pad ID3 thì vẫn giữ nguyên là hai quạt tản cụm bên này, cùng với đó là ống đồng là hai ống đồng. Cái việc hai ống đồng cái này thì CPU bị sao cảm động với cảm độ hòa hơn, thế nên là nhiệt độ phân bố không được đều, CPU sẽ hơi nóng và cảm độ hòa thì rất là mát mẻ. Nói chung về hệ thống tản nhiệt này thì mình sẽ đánh giá cao cho việc chơi game hơn. Và nếu anh em edit chỉnh sửa video các thứ thì mình nghĩ là sẽ không quá là lời đâu. Trong tầm tiền này chúng ta rất nhiều bộ máy khác mà. Ok, đó là hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này và cũng là tất cả những gì bên trong của chiếc IdeaPad Gaming 3. Và đó là bên trong của chiếc Lenovo L340. Anh em có thể thấy là khả năng nâng cấp của máy thì vẫn rất là tiêu chuẩn thôi. Về thời lượng pin của máy thì mình nhận xét là với cá nhân mình sử dụng ở độ sáng tối đa thì mình sử dụng vào khoảng 2 tiếng, mình chơi một tựa game là Liên Minh, một ván game thôi. Sau mình ngồi mình lướt web, mình lướt Facebook các thứ thì 2 tiếng là sử dụng tối đa rồi. Về loa của máy thì mình cũng khá khen. Năm nay thì Lenovo họ không có in Harman Kardon hay là Dolby Vision gì ở ngoài, nhưng mình thấy là chất lượng âm mid và âm chép thì khá là ok. Còn giải âm trầm để nghe nhạc sập sình thì vẫn hơi thiếu. Âm lượng của máy thì cũng khá là ổn. Nói chung là chơi game nhẹ nhàng, tình cảm thì rất là ok. Nghe nhạc thì mức cơ bản thôi. Nói chung là tổng kết lại, chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 này có rất nhiều điểm thay đổi so với cả Lenovo L340. Đặc biệt đây là những điểm thay đổi rất là tích cực. Đầu tiên là về thiết kế, anh em thấy là thiết kế năm nay hầm hố gaming hơn. Hay là về bàn phím, bàn phím được bên nguyên chỉ chiếc Lenovo Legend 5, gõ rất sướng, gõ rất là thích luôn. Này, không điểm gì để chê cả, thậm chí là có đèn led màu xanh anh em có thể sử dụng trong buổi thiếu sáng, tiện. Ngoài ra thì về hiệu năng của máy thì theo mình thấy là nâng cấp so với năm trước, nhưng mà không phải là một sự thay đổi quá là vượt trội. Về chất lượng thiện thì mình thấy là rất là ưng, cầm máy lên cảm giác cao cấp hơn năm trước rất là nhiều. Mà mình hy vọng là Lenovo trong phiên bản năm sau họ lại tiếp tục cải tiến dòng sản phẩm của mình hơn nữa để cho người dùng có những cái sản phẩm tốt hơn. Và chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 này mình hy vọng là sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt trong tầm tiền 19 triệu cho anh em. Và đặc biệt anh em đừng quên có thể theo dõi video đánh giá về hiệu năng, chi tiết về tản nhiệt chiếc máy này ở video ngay sau đây thôi. Và anh em đừng quên nhé, có thể tham khảo mẫu máy này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Về chi tiết link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ nếu anh em thấy video này hữu ích nhé. Và bây giờ, xin chào anh em. Bye.